Dạ, vừa mai như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay Huỳnh đã gửi đến cho cả nhà mình một cái lô mai con quấn rễ hình trái hồ lô rất là mướt và đẹp luôn. Thì cây bây giờ có trung bình chiều cao là từ 55 cho tới là 70 cm. Cây được dăm thưa ra nên rất là mập và chi chèo cực kỳ nhiều luôn. Đây ha, quý khách nhìn thấy ha, cây nào cũng như vậy luôn. Và đó, mướt mạnh luôn, xanh tốt luôn ha. Thì tổng thể cái cây hồ lô của bên em Huỳnh là nó như vậy ha. Rồi bây giờ đặc sắc đây, đặc sắc hơn là phần bộ rễ đây. Đó, hồ lô như thế nào thì em sẽ diễn tả cho mình xem. Đây, hồ lô nè. Hồ lô á, thì nó sẽ được quấn. Nó giống như bí á cả nhà, nhưng mà nó khác bí là nó sẽ được tạo bởi hai cái quần sơ dừa rất to. Đây một quần nè, hai quần nè ha. Rồi cái muối đầu tiên ở trên này là một muối. Xong rồi ở dưới quần sơ dừa thứ hai sẽ được 1, 2 và 3 hoặc là 4 muối ha. Đó, cây thứ nhất, cây thứ hai nè. Đây mọi người nhìn xem ha. Và cách quấn là tỉ mỉ từng cây một. Cái lô này toàn bộ sẽ quấn như thế này. Thì bởi vì những cây này là em Huỳnh lấy ngang và em Huỳnh cũng sẽ lận bịch xuống. Lận bịch xuống khi cả nhà mình nhận á, là cả nhà mình chỉ có thấy một vài trái trượng tưng thôi. Còn lại nó sẽ như thế này ha cả nhà. Còn lại nó sẽ như thế này, em Huỳnh không lận hết. Nhưng mà cả nhà muốn kiểm tra thì mình cứ lận xuống. Lận xuống rồi á, mình sẽ gạt bớt sơ dừa đi. Gạt bớt cái phần sơ dừa đi thì nó sẽ lòi ra được cái phần rễ như thế này. Đây ha, đừng có tháo hết cái bịch nha cả nhà. Và quý khách nhớ á, khi mình trồng là mình cắt cái phần đáy bịch nè, kể cả những loại mẫu nào như vậy đi chăng nữa, mình cũng cắt cái phần đáy bịch rồi mình hãy trồng xuống. Thì như vậy cái rễ nó thoải mái ra ngoài ăn và cái phần ở trên này nó sẽ định hình được cái dáng của nó ha. Rồi mai này thì mai này là mai dạo từ 5 cánh trở lên, Quỳnh không biết được chính xác mặt hoa nha. Quỳnh nhiều khi là 8 cánh, 7 cánh gì đó, mười mấy cánh thì cũng không biết được. Tại vì cái này là Quỳnh chỉ giới thiệu cho mình được cái bộ rễ như thế này thôi. Và nhớ rằng giùm em Quỳnh á, khi mình nhận thì chỉ nhận được vài trái thấy như vậy thôi nha. Nhưng mà đảm bảo với cả nhà mình 100% cây nào cũng là cây hồ lô. Bởi vì khi quấn á, sẽ rất là tỉ mỉ từng trái nha cả nhà. Rồi một cây như thế này, nó sẽ có kích thước là đây, ống hút nhỏ hơn cái ống hút một tí xíu đó, rồi bự hơn cái ống hút tí xíu ha, rồi có cây cũng cỡ ống hút luôn, rồi có cây là cỡ như đầu đũa lớn cả nhà, đầu đũa lớn ha, có cây cũng đầu đũa lớn, còn có cây thì cũng như là giữa cây đũa ăn. Thì nó sẽ có những cái kích cỡ như vậy, nhưng mà tất cả đều có chèo nhánh, chiều nhánh ha. À, ý em Huỳnh nói là có cây thì nó cũng mập, có cây thì nó cũng hơi ốm, nhưng mà nó cao trung bình từ 55 cho tới là 70 cm thôi cả nhà, nhưng mà cây nào cũng có chèo và rất là đẹp đó. Rồi ôi coi nè, vàng ươm vàng ươm vàng ươm luôn. Rồi cây này thì chỉ có 15.000 một cây và em sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây tặng cho mình 2 cây. Còn nếu như cả nhà mình lấy 100 cây thì em sẽ tặng 5 cây ha, và em bao phí vận chuyển. Với những cái cây hồ lô này mình trồng mình chắc gịch luôn. Mẫu hồ lô này của bên Quỳnh là khách nhận rồi rất là ưng luôn ha, và em đứt hàng cũng hơi lâu. Thì hôm nay á là giá là 15.000 một cây, và có vị khách nào mình mua thì mình sẽ để đặt alo trực tiếp cho Quỳnh luôn. Số điện thoại là 0949234525. Và em giới thiệu ở đây là em moi cứ lấy đại em moi lên cho mọi người xem là khoảng tầm 20 mấy trái. Thì mọi người thấy là kết cấu hồ lô của nó là như thế này ha. Đó nên là về mình cũng kiểm tra như em, có nghĩa là nó sẽ có một muối ở trên và 3-4 muối ở dưới. À đây Quỳnh giới thiệu là 3-4 muối nha, có khi nó được 4, có khi được 3 ha cả nhà. Để hơi về đòi cả nhà mình muốn là 4-5 muối thì không có ha, không có đối với cái lô hàng này đó. Thì em giới thiệu như vậy để cho mình nó dễ hơn đó, một muối ở trên và 1-2-3 hoặc là 4 muối ở dưới ha cả nhà. Đây như cây này thì được 1-2-3 nè đó, và 4 nè đó ha. Rồi đây ở trên này 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè đó, bên này có đây nữa nè, 1, 2, 3, 4. Rồi phần này cái chớp ở trên. Thì cái đặc biệt của cái rễ hồ lô á cả nhà, để mà quấn được như vậy á là cái rễ phải để rất là lâu luôn và cực kỳ dài mình mới quấn được cái kiểu như thế này ha. Nên rất là công phu và nuôi cái cây được nó mập mạp và nó xanh tốt như thế này. À, để mà cái bộ rễ của nó được khỏe như thế này thì cả nhà mình ơi, alo lô hàng này giúp em ha. Lô hàng này số lượng thì có vài nghìn cây. À, cả nhà yêu thích thì alo em. Ôi ôi coi nè.
Đó, ra dáng của hồ lô nha cả nhà, ra dáng của cây hồ lô. Đó, quý khách nhìn thấy ha. Ừ. 1 2 3 đó, và cái chớp ở trên. Đây em cho cả nhà mình xem nè, 1 2 nè, 3 nè, 4 nè, và cái chớp ở trên nữa. Đó ha. Thì có khi thì nó được 4 ở dưới, còn 1 ở trên nữa, khi nó có 3 ở dưới, 1 ở trên thôi. Đó, thì nó nằm đó ha. Nằm trong cái dựng chững chừng đó đó. Ồ, ok nè. Quá tốt luôn cả nhà ơi. Rồi, đây là hồ lô. Lô hồ lô này của em rất là tốt và đẹp ha. Đó, cả nhà mình thích thì alo trực tiếp cho em. Em mến chào và hẹn gặp lại quý khách video sau.